kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài đổi trái đất do Kỳ Vân cư sĩ biên khảo như sau: Bài pháp đổi trái đất trích trong mở P3, chi cơ luận đạo phút 55 do Đức Cậu Bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết năm 1998, kết tập sách kinh Phật Vương Di lạc trang 20 đến 22, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney ấn tống năm 1999 nội dung cảnh báo Thế chiến 3 khởi ở Trung Đông từ năm mèo quý mão 2023. Binh lửa lan khắp toàn cầu, bom nguyên tử tàn phá kinh hoàng. Thánh thần tiên Phật hạ phàm khuyến tu cứu nguy tận thế. Ta đã nói dáng đi cầu nguyện. Khắp năm châu nhiều chuyện đổi thay. Đổi lầu son đài các hàng ngày, đổi quan chức đổi ngay ma quỷ, đổi trái đất đổi luôn niên kỷ. Đổi thần tiên Phật Thánh Hạ Trần đổi để rồi lập lại đời tân ai có trí hiểu lần rồi ngộ đổi hết thầy vì trên sổ bộ lệnh thiên hoàng xếp sổ rõ ràng đừng có xin rồi lại vái van đâu có kịp còn mang đại tội đây sắp tới sống đâu có nổi ta chỉ cho riêng mối dáng tầm còn phút giây đừng để sai lầm lầm ma quỷ xa hầm hang hố bóng tử thần nay mai đã lố vầng trăng mây khai lộ khắp trời đau đớn thay bá tánh dân ơi cơ sắp tới do trời định diệt. Thôi phó mặc mình đừng nên biết, dáng tu đi nê niết rồi về. Đời sắp tàn phải lãnh ủ ê. Đạo phát triển sum xuê mát mẻ. Đời nay mai thấy rồi cô tẻ. Đạo yên nhàn thỏ thẻ thần tiên. Đời tới đây lãnh sự không hiền. Đạo vô lượng vô biên yên phận. Đời nay mai thủ hiềm lập trận. Đạo thiền tâm không bận không lo. Đời đau thương điên loạn hát hò đạo tịnh dưỡng không so bỉ thế. Đời tới đây lập mưu lập kế, đạo có gì kinh kệ an vui. Đời bị làm méo mặt phối phui, đạo không có bùi ngùi chi hết. Đời đây rồi nay mai phải chết. Tiếng mèo kêu la lết dùm trời, đạo của thầy yên tịnh thành thơi, vì không nghĩ trong đời danh lợi. Đời nay mai sẽ thôi chới với, bị lầm thôi mị kế tà đàm. Đạo hiền lành không nhảm không tham, cố lặng lẽ lo làm tránh trực, đời hưởng thôi nay mai nồng nực, mèo kêu vang khổ cực biết bao. Thảm thương thay bá tánh đồng bào, năm thìn đó núi cao tràn ngập. Chuyển xây mái thần tiên ta gặp, còn nhiều điều gió tấp mưa ngâu. Vậy mà đời ơi hỡi tường đâu. Thương chú lũ mèo dâu ngơ ngác, nói quanh quẩn cũng trong tiếng hát. ca vang diền khí ngạt cũng tiêu, bài trúc linh giải quyết ban chiều, câu phẳng lặng thương yêu bá tánh chi cơ đó ai khôn dáng lánh. Còn nhầm thì phải chịu kiêu mang, ta không sao trở lại Phật đảng, bỏ xác thể dùi tàn cho rảnh. Trích mở P3, chi cơ luận đạo phút 55, Đức Cậu Bẩn Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết năm 1998, Kinh Phật Vương Di Lạc Trang 20-22, đến Thiên Tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 1999. Lời Bình đoạn sấm sau đây nhắc lại ba lần chữ mèo nhằm ám chỉ năm mèo quý mão. 2023 Thế chiến ba khởi từ Trung Đông, đưa nhân loại đến đại họa tận thế. Đời đây rồi nay mai phải chết, tiếng mèo kêu la lết dùm trời. Đạo của thầy yên tịnh thành thơi, vì không nghĩ trong đời danh lợi. Đời nay mai sẽ thôi chới với, bị lầm thôi mị kế tà đàm. Đạo hiền lành không nhảm không tham, cố lặng lẽ lo làm tránh trực đời hưởng thôi nay mai nồng nực, mèo kêu vang khổ cực biết bao. Thảm thương thay bá tánh đồng bào, năm thìn đó núi cao tràn ngập. Chuyện xây mái thần tiên ta gặp, còn nhiều điều gió tấp mưa ngâu. Vậy mà đời ơi hỡi tưởng đâu. Thương chú lũ mèo dâu ngơ ngác. Đức Ngài cho biết từ năm mèo quý mão 2023 trở đi, hoàn cầu có nhiều biến chuyển lạ kỳ, thế chiến ba bom nguyên tử nổ phá hủy trái đất, sẽ có thần tiên Phật Thánh Giáng Trần Khuyến tu cứu độ bá gia. Ta đã nói dáng đi cầu nguyện. Khắp năm châu nhiều chuyện đổi thay. Đổi lầu son đài các hàng ngày. Đổi quan chức đổi ngay ma quỷ. Đổi trái đất đổi luôn niên kỷ. Đổi thần tiên Phật Thánh Hạ Trần. Đổi để rồi lập lại đời tân. Ai có trí hiểu lần rồi ngộ. Đổi hết thầy vì trên sổ bộ. Lịnh thiên hoàng xét sổ rõ ràng đừng có xin rồi lại vái van, đâu có kịp còn mang đại tội, đây sắp tới sống đâu có nổi. Ta chỉ cho giường mối dáng tầm, còn phút giây đừng để sai lầm, lầm ma quỷ xa hầm hang hố. Bóng tử thần nay mai đã lố, vầng trăng mây khai lộ khắp trời, đau đớn thay bá tánh dân ơi. Cơ sắp tới do trời định diệt, thôi phó mặc mình đừng nên biết, dáng tu đi nê niết rồi về đức ngài khuyên chúng sanh hãy sớm xa rời cạm bẫy đời bẩn trược hôi tanh hiểm nguy và mau quay về đường đạo làm lành lánh giữ tu hành trơn tránh sẽ thoát qua đại họa lên sống đời thượng ngươn thánh đức bồng lai tại trần đời sắp tàn phải lãnh ủ ê đạo phát triển sum xuê mát mẻ đời nay mai thấy rồi cô tẻ đạo yên nhàn thỏ thẻ thần tiên đời tới đây lãnh sự không hiền đạo vô lượng vô biên yên phận Đời nay mai thủ hiểm lập trận, đạo thiền tâm không bận không lo, đời đau thương điên loạn hát hò, đạo tịnh dưỡng không so bì thế, đời tới đây lập mưu lập kế, đạo có gì kinh kệ an vui, đời bị làm méo mặt phối phui, đạo không có bùi ngùi chi hết, mèo kêu nghe tiếng ai bi, thứ nhất lấy vợ người ta, thứ nhị ác đức sinh ra thú cầm, thứ ba châu chó làm ăn thứ tư có chửa phá thai vậy mà xanh rồi thác xuống diêm la xa vào hắc ám khảo cha khổ hình thứ năm chẳng kể diêm đình thứ sáu khi dễ phật thần thánh tiên thứ bảy chê trong cửu huyền thứ tám hiếp đáp người hiền mổ côi cho nên mắc đọa luân hồi cùng căn mặt kiếp mặt đời trung thân thứ chín chửi gió mắng rông đánh đầy chửi tớ đắng cay muôn phần tuy là nó ở tớ đầy Thiên sanh nhân số phải xoay luân hồi, ai ai cũng số ở trời. Tiền căn báo hậu vậy thời bớ dân, lung lăng thời khó muôn phần. Nói cho bá tánh dưới chân luận suy, thứ mười đừng có khinh khi. Khó nghèo tàn tật với người cùi đuôi, thấy ai đói khó cút côi. Sang giàu hiếp đáp vô hồi chẳng thương, đừng khoe lớn cột cao tường. Bạc muôn lúa vừa chẳng thương dân nghèo ngồi trên đỉnh núi treo leo, thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông, xung về một hội rất đông, cuồng phong thổi tới, gẫm không còn gì. Mèo kêu nghe tiếng IB, năm 2023, quân thần phụ tử siết chi yêu phiền, rồng bay sao xuyến nào yên, năm 2024, rắn bò giáp dưới đảo điên dương trần, năm 2025, sám giảng người đời quyền 11. Sư Vái Bán Khoai viết năm 1901. Sydney, ngày 15 tháng 11 năm 2023, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.